Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ em Luyện Ngọc Linh, học sinh trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác, thị xã Mỹ Hào, vừa đạt giải nhất môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022. Điều ấn tượng trước tiên về Luyện Ngọc Linh là em học đều tất cả các môn và dành niềm đam mê đặc biệt với môn ngữ văn. Em luôn hăng say nghiên cứu về các tác giả tác phẩm văn học của Việt Nam cũng như thế giới. Với vốn kiến thức hiểu biết phong phú của mình, em đã nhiều lần đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Đặc biệt, năm học 2021 vừa qua, em đã đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn. Để học tập tốt môn ngữ văn, thì đầu tiên em xây dựng cho mình một cái thời gian học tập và một chương trình học tập như của trên lớp. Nhưng quan trọng nhất là em phải chủ động tiếp thu kiến thức và dành tầm 30 phút đến 1 tiếng để tham khảo những tài liệu trên mạng, tích lũy cho mình những cái lập luận vấn đề và dẫn chứng, thì em phải đọc khá là nhiều sách. Bảng thành tích mà Linh đạt được khiến nhiều người nể phục. Từ khi học tiểu học đến nay, năm nào Linh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, như giải vàng trong cuộc thi Festival Piano Eurotujoy 2020, giải ba cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề Hưng Yên truyền thống và phát triển năm 2021. Không chỉ học tập tốt, Linh còn là học sinh gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào như công trình măng non, vườn hoa đội viên, giúp bạn đến trường, đôi bạn cùng tiến. Trong lớp thì mỗi khi nào bọn em có những bài khó thì bạn Linh là một người giải trình bày cho bọn em rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Em thấy rất là tự hào và vui vẻ khi bạn Linh là một học sinh cùng lớp với bọn em ạ. Luyện Ngọc Linh là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi, là một tấm gương sáng để các bạn học sinh khác noi theo. Nhà trường luôn luôn tạo điều kiện và xây dựng cái môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Và thầy cô chỉ đóng vai trò là người dẫn dắt, truyền cảm hứng để học sinh chủ động trong việc học tập, tham gia các kỳ thi như là để giao lưu, học hỏi. Với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và phong trào đội, Luyện Ngọc Linh luôn là niềm tự hào của gia đình và trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác.